tất cả quý vị các bạn đến với clip tiếp theo của tôi. Và ngày hôm nay thì có lẽ các bạn sẽ thắc mắc không biết ngày hôm nay tôi sẽ làm trò gì. Và cái trò này tôi vừa mới suy nghĩ ra luôn. Tôi đã chuẩn bị một cuồng dây và một cái rổ. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là ở bên đây tôi có một cái cây rất là to, đúng không? Một cái gốc cây rất là to và nó rất là cao các bạn, cho nên ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện đó là thử cho máy quay lên cao múc trên đọt cây luôn. Có nghĩa là bây giờ tôi sẽ bỏ cái gỗ dưới đây, sau đó tôi sẽ lấy 4 cọng dây, tôi buộc thành một cọng dây, tôi kéo múc lên cây. Cái bắt đầu cái tôi móc cái cọng đầu dây nè lên trên cây, cái tôi gị xuống, tôi sẽ để máy quay cái gỗ á, cái gỗ nó sẽ lên từ 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 từ, cái máy quay cũng sẽ lên. Và các bạn sẽ thấy tôi sẽ làm những cái trò, ví dụ như là tôi sẽ cầm cái gỗ tôi xoay, cái máy quay cũng sẽ xoay theo. Các bạn thấy rất là chóng mặt nhưng mà rất là đã các bạn. Rồi ok, giờ không nói nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo cái này thôi. Ok, cuối cùng tôi có đang làm được một cái gỗ như thế này đấy, các bạn thấy rất là đẹp chưa? Đó, rất là ngay luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ cắt bỏ một phần này thôi, còn cái phần này tôi sẽ buộc vào một cái cọng dây nào đó, tôi sẽ kéo lên trên. Ok. Ok, xong rồi ơi, tôi đã xả rất nhiều dây. Bây giờ tôi sẽ cầm cái đầu dây này, tôi sẽ leo lên cây đó, leo từ từ và tôi lên múc bên kia luôn đấy, cái tôi quấn xuống. Đó rồi, ok. Hey. Quá hay, quá xuất sắc luôn các bạn ơi. Hey. Quá hay. Đây nè các bạn thấy chưa, một cục đất thôi tôi buộc vào dây, cái tôi chọi một phát luôn. Thật sự là mới suy nghĩ ra cái này luôn, rất là thông minh. Và chọi sao mà nó qua bên đó luôn các bạn. Thật sự là rất là hay luôn, tôi cảm thấy tôi chọi rất là giỏi luôn. Ok, giờ tôi bước tiếp theo nữa là bây giờ tôi sẽ cắt cái đầu này, tôi sẽ buộc vào đó. Ok, không biết tí nữa tôi đưa máy quay lên cao, các bạn không biết các bạn có chóng mặt hay không, một tí nữa tôi sẽ quay rất nhiều vòng nha các bạn. Đấy đó, rồi các bạn thấy chưa, xong rồi nha. Đấy, các bạn thấy rất là chất lượng, nó rất là ngay và rất là vuông góc song song mặt đất luôn, nó không có bị nghiêng gì hết trơn. Rồi á đó, các bạn thấy là nó lên rất là cao. Bây giờ tôi sẽ kéo lên thử nha các bạn. Ok, tôi sẽ cầm cái cọng dây, tôi sẽ kéo lên. Đấy, các bạn thấy chưa đó. Một hồi để máy quay gì cảm thấy cảm giác rất là đã các bạn. Các bạn xem rất đã mắt, tôi khẳng định với các bạn vậy luôn á. Các bạn thấy cái là tôi kéo đây, rất là cao các bạn, thật sự rất là cao luôn. Đó, các bạn thấy chưa, cầm một tay cầm máy quay, một tay kéo không được các bạn, rất là khó khăn. Đó, ok, test thử lần đầu tiên nha. Kiểu này mà muốn là hái vú sữa là khỏi cần gì hết, khỏi cần phải leo lên cây, ủa khỏi cần phải đem đồ đựng, dây là đựng lên xong mới kia là kéo xuống luôn, dưới đây có người kéo xuống là hái được luôn. Hai các bạn ơi, hái lại múc bên kia, dính bên kia luôn các bạn. Tí nữa tôi sẽ để máy quay bên kia xem cảm giác như thế nào. Ok, bây giờ là cho nó xuống thôi. Bây giờ tôi sẽ buông tay nha, 1 2 3. Ok, dướng cái chân rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ để máy quay vào, nhưng mà ở đây nó có rất là nhiều lỗ nhỏ mà cái ống kính chúng ta rất là bự, cho nên là tôi sẽ khoét lỗ. Ok, ở đây là tôi đang để một cái máy quay vô, nhưng mà các bạn hãy thấy rất là nhiều lỗ cho nên là rất là khó thấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái chỗ nào đó chúng ta sẽ khoét lỗ. Ok, đây là cái dao quyền hậu, giờ tôi sẽ khoét một lỗ nha. Cái này gỗ cũng mục các bạn ơi, hôm nay phá quá đó. Các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái lỗ rồi, và tôi nghĩ là chắc chắn sẽ vừa với máy quay của chúng ta. Cái này là 11 là lấy cá vô là cá nó sẽ lọt ra hết. Nhưng mà nhà mình rất nhiều gỗ, mình rất là tự tin vào điều đó nên không sợ. Rồi ok, có được cái lỗ rồi. Thử tôi lấy máy quay ra thử xem cây nhét vô như thế nào nha. Rồi bây giờ tôi chưa. Ok, là ok rồi. Nhưng mà cần phải chỉnh chu một tí nữa, khoét lỗ bự hơn. Lỗ vậy là ok nè các bạn có thể thấy. Rồi ok, giờ lỗ về được rồi nha, rất là chất lượng luôn. Ok, tôi sẽ cho các bạn vô lỗ nha, để xem các bạn xem cái cảm giác là vô lỗ lên cao như thế nào. Ok rồi, ok các bạn có thể thấy là các bạn đang ở một cái nơi rất là cao,
chưa cao lắm đâu, tôi đang ở cho dưới hấp á. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn lên cao nè. Rồi, sẵn sàng. Lên cao thôi.